Bạn cười, bạn ăn đầu bố. Hey hey. Biết. Hey. Thử thách một trò ảo thuật đơn giản điên. Đó. Chào, hello. Từ lúc mình tốt nghiệp cho đến bây giờ thì là đã khoảng được 4 năm rồi nhỉ. Từ 2007 tới giờ lận mà mình đã trải qua cũng khá nghe. Mình từng là biên tập viên, từng là tốt nghiệp dịch viên và cho đến bây giờ mình là phải. Nhớ nha, bạn đi một mình thì bạn sẽ đi một mình, nhưng mà bạn muốn đi xa thì bạn phải một mình đi xa. Và nó rất là buồn cười. Bạn cười. Nó ăn đầu bố. Nani? Cái gì? Ức chế. Nani? Omae wa mou shindeiru.